Mình thấy là bạn đang hỏi về visa kỹ sư và visa thực tế, thì mình thấy là bạn đang có hơi nhầm lẫn về hai loại visa. Nên hôm nay mình sẽ làm vít để so sánh luôn một loại visa tập quốc tế số 1 và visa kỹ sư. Thì về bản chất, tập quốc tế có nghĩa là bù đắp như sự thiếu hụt nhân lực về chân tay của Nhật Bản. Còn kỹ sư thì chính là để cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho Nhật Bản. Về điều kiện thì visa tập quốc tế số 1, các bạn chỉ cần tốt nghiệp trung học phổ thông là có thể đăng ký đi theo dạng tập quốc tế. Còn để đăng ký được visa kỹ sư thì các bạn phải tốt nghiệp đại học hoặc là cao đẳng chính quy 3 năm. Còn về điều kiện bảo lãnh thì visa tập quốc tế số 1 có không thể bảo lãnh được người thân, gia đình, còn visa kỹ sư thì có thể bảo lãnh được người thân, gia đình, vợ chồng. Về thời hạn lưu trú thì visa tập quốc tế chỉ có thể lưu trú được 5 năm, còn visa kỹ sư thì không phải gia hạn lại thời gian lưu trú. Còn về mức lương khởi điểm thì visa tập quốc tế mức lương khởi điểm sẽ khoảng từ 18 man, còn visa kỹ sư thì sẽ trở được từ 22 man trở lên, tương đương với lương của người Nhật Bản ấy. Còn về tính chất chuyển việc chuyển công ty thì cả hai loại visa đều có thể chuyển công ty và chuyển công tác đều bình thường. Và đấy là những cái điều cơ bản về hai loại visa tập quốc tế số 1 và visa kỹ sư bạn có thể tham khảo, hoặc là nếu có thắc mắc gì có thể inbox trực tiếp vào TikTok GF Việt Nam để có thể để lại câu hỏi cho bọn mình trả lời nhé.